Rồi, em xin chào tất cả anh chị cô chú nha. Giao lưu một phôi bẩm sậm trà phổ kiến nha. Cây này có hoành ngang vị trí đây là 10, ngang cũ đây là 10 nha. Cao tới cao lên đây là 19 nha. Còn cái tán bay của nó là 29 nha anh chị cô chú. Cho chi chốt rất đều luôn nha. Bầu sơ dừa nha anh chị cô chú. Đây bầu sơ dừa nha. Rồi, cảm ơn anh chị cô chú đã xem bài và ủng hộ luôn.